các bạn. Bữa hôm nay chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là con dâu mình sẽ đẻ các bạn ơi. Bữa hôm nay mình sẽ làm một cái special pedicure chuyên đặc biệt cho bà bầu chuẩn bị đi đẻ. Một, đếm ngược cùng nhân lì các bạn nhé. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trời, cảm ơn nghe trời mất công. Cảm ơn nghe trời ơi, mất công quá, hai chồng cho hoài ngại quá. Cái sản phẩm mình xài là Volcano Spa. Sùi lên các bạn ơi. Bữa hôm nay chứ sáng vô thì mình làm cũng được 3-4 con khách rồi các bạn. Cho nên cái thời gian này là thời gian ăn trưa. Khách nó sẽ đi ăn trưa các bạn ha. Cho nên bữa hôm nay mình sẽ ngồi đây. Được chưa? Ừ. Bây giờ mình đang cắt da các bạn. Thường thường á, khi mà mình cắt da thì mình đừng cắt nhiều quá. Cắt nhiều quá chảy máu mất công. Cắt sơ sơ thôi. Ở bên Việt Nam thì họ thích cắt da nhiều các bạn ha. Nhưng ở bên Mỹ á, mấy bà khách á, bà sợ lắm bạn. Bà sợ cắt da. Cắt da chảy máu. Dài xong xong rửa cục già chân thật thánh thì đây là cái công ty Volcano nha các bạn, công ty đang rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Già chân người Mỹ họ phải làm chân lắm các bạn, làm chân đã lắm các bạn ơi. Đó.
đó đó đó. Rồi, bỏ chân xuống, lấy chân lên. Ở trong này nó có 3 cái bịch các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái bịch Super số 4 và số 5. Super số 4 và số 5 ở đây. Đó, đây là muối biển. Ở bên Việt Nam chắc các bạn không có làm mấy cái này đâu. Bên Mỹ thì đàn ông làm trứng nhiều lắm. Khỏi rửa để bắp luôn cho bạn. Rồi, có chuyện. Ok, bây giờ mình sẽ dùng tới mask các bạn. Creamy mask. Xinh đây này. Buồn khoáng. À, đây là buồn khoáng các bạn nhé. Mình cứ massage về khách khoái. Có khách vô.